Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Vào tối ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã phải để thua 0-2 trước đội tuyển Thái Lan tại trận bán kết lượt đi AFF Cup năm 2020. Tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã kiến nghị rằng AFF Cup nên có VAR để trọng tài có thể dễ dàng đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Trận đấu vào tối ngày hôm qua đã diễn ra với rất nhiều tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài. Ở cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo ban đầu không nói nhiều về trọng tài, nhưng sau cùng cũng đưa ra góp ý rằng: "Tôi nghĩ mình nên có kiến nghị về trọng tài. Mỗi lần phóng viên đặt câu hỏi, tôi thường rất khó trả lời về chuyện này. Các giải đấu đều giờ áp dụng VAR, chúng ta nhận được nhiều tài trợ thì cũng nên đưa VAR và giải quyết các tình huống gây tranh cãi. Nếu giờ chưa áp dụng được VAR thì giải tới chúng ta nên áp dụng để tham khảo cho chính xác." Ở trận đấu vào tối ngày hôm qua, nhiều tình huống quyết liệt, tiểu xảo có thể dẫn đến thẻ đỏ đã diễn ra. Một số tình huống có thể kể đến như thủ môn Chất Trai truy cản trái phép Văn Toàn ngoài vòng cấm, đội bạn giang tay vào mặt Quang Hải, v.v. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là trọng tài người Qatar. Đội tuyển Việt Nam đã phải để thua đội tuyển Thái Lan với tỷ số là 0-2. Tác giả cả hai bàn thắng đều thuộc về Chanathip. Đội tuyển Thái Lan đã có thể thắng đậm hơn, nhưng Chanathip không thể chiến thắng nguyên mạnh trên chấm phạt đền. Kết quả này khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 12 tới đây. Trận thua 0-2 trước đội tuyển Thái Lan cũng đã chấm dứt chuỗi 34 trận đấu bất bại của huấn luyện viên Park Hang-seo với các đội tuyển ở Đông Nam Á. Các bạn thân mến, hãy cùng với S News cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta tại trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 12 tới đây nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.